cái đồ chè nhỉ. Xong đến lúc nó làm chán chê mệt mỏi xong nó bảo câu là gì, chim mà xa rừng mà thương cây nhớ cội, người xa người tội lắm người ơi, thà rằng không biết thì tôi biết nhau mỗi đứa mỗi đơn vợ. Mà bây giờ nó chén nhau hết thì sao bắt đầu à, chia tay thế buồn đấy đầu nó mới tán tỉnh nhau, nó bảo như vậy là rứa này hết chiều đi đi mãi, còn mong chi ngày trở lại Phước ơi. Em đen nét cúi đầu tay sẽ gói áo quần dơ cắp trên nón nghe te. Bây giờ nó nói cái câu rất là ẩu nhá, nhưng mình không đọc đây, đọc đây sợ nó này nghe xong nó về đã phê bình. Chú thấy không, bây giờ giới trẻ của nó đa dạng lắm, nó văn phong người ta không tưởng đâu.